Siêu phàm sát thần tập 150, hiện tại ở Tần Gia Sơn Trang đang tụ tập rất đông người, đầy đủ các nhân vật nổi tiếng như Bi Cá Chu, Người Rơi, Ngu Ma Vương vân vân và mây mây. Người ghế chủ tọa chính là vị cao nhân tìm chết, ở bên cạnh chính là cường giả sắp chết Tần Chính Dương, khuôn mặt bọn họ hiện lên sự chờ đợi và tàn độc. Tần Chính Dương trong lòng rất nôn nóng chờ Diệp Thần đến, hôm nay hắn chính thức quật khởi ở Giang Nam, vừa giết được thợ săn vừa có được người đẹp. Đám quần chúng cũng đang bàn luận to nhỏ, các ngươi nghĩ nếu tên Diệp Thần kia đến thì cơ hội chiến thắng của hắn là bao nhiêu? Lão già dâu dài nói, ta nghĩ hắn chỉ có một phần mười cơ hội mà thôi, nếu chỉ một mình tần ra thì hắn có thể đối phó, nhưng bây giờ lại có vị cao nhân ẩn thế kia giúp sức, thì hắn nhất định sẽ không làm gì được, người bên cạnh cũng đồng tình, đúng là như vậy, vị cao nhân này cho ta cảm giác tin cậy hơn đường ngạo rất nhiều. Dù không được Diệp Thần đồng ý cho mình giúp đỡ, Lang Phong và Lục Hàn Sương cũng có mặt ở đây. Hàn Sương khó chịu hỏi, bố, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì ở đây sao, tại sao bố lại đưa con đến đây? Lang Phong dùng bộ dạng thần bí nhìn đến con gái nói, đối với huyết mai điện chúng ta không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn chuyện này diệp thần đã từ chối sự giúp đỡ của chúng ta hiện tại ta muốn xem hắn có thể sống sót rời khỏi tần gia hay không lục hàn sương có chút lo lắng nói bố hiện tại con vẫn còn đang nợ diệp thần một ân tình dù sao khi xưa chính hắn đã cứu mạng con nếu hắn thật sự gặp nguy hiểm bố có xuất thủ giúp đỡ hắn hay không lang phong khải nói ta có ra tay cũng vô ích thôi việc này ngươi đã nghĩ quá đơn giản rồi người đàn ông đến từ núi côn luân này quá mạnh mẽ theo ta nghĩ ông ta có thể lọt vào top 20 trên tông sư bản, cũng có thể nằm trong top 10 cũng chưa biết được. Nghe lời này Lục Hàn Sương lo lắng thì thầm, nếu như vậy, hắn đến đây chính là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Lúc này mọi người xung quanh nhìn ra cửa xì xào, nhìn đằng kia, hắn đến rồi, thợ săn cuối cùng cũng đã đến, tên Diệp Thần này quả thật dũng cảm. Khi này Diệp Thần cùng Nhược Tuyết bước vào, ở phía sau chính là La Sát. Diệp Thần nhẹ khoát vai Nhược Tuyết đầy tình cảm, mọi người thấy thế thì lại bàn luận, đó là hôn thê của Tần Chính Dương người này thật sự không sợ chết sao hắn ta mạnh đến mức nào nhược tuyết nhìn xung quanh thì lo lắng nói ở đây sao lại có nhiều võ giả như vậy lúc này diệp thần ôm lấy eo của nhược tuyết một cách thân mật nói em đừng lo lắng có anh ở đây rồi đám người xung quanh lại nói hắn ta lại thân mật với hôn thê của tần thiếu gia như vậy cái này không phải một sự sỉ nhục cho tần thiếu gia mà là sỉ nhục toàn bộ tần gia tần chính dương khi này đã là câm phần vô cùng toàn thân linh khí bạo phát cả người rung rẩy vị cao nhân nhìn về tần chính dương hỏi nếu ta đoán không lầm Tên tiểu tử này chính là cái tên Diệp Thần mà ngươi nói, còn người phụ nữ kia chính là vợ sắp cưới của ngươi sao?" Tần Chính Dương chỉ trả lời người đàn ông đó là Diệp Thần sau đó im lặng. Vị cao nhân lắc đầu nói, "Ngươi thân là đệ tử của ta, ngay cả một người phụ nữ cũng không thể giữ được." Nghe lời sư phụ nói, Chính Dương có chút sững sốt. Lúc này vị cao nhân nói tiếp, "Vốn dĩ ta định ra tay giúp ngươi giết tên này, xem ra hiện tại ngươi nên tự mình ra tay đi. Ta giúp ngươi giết hắn thì có thể giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng đạo tâm của ngươi sẽ bị tổn thương, ngươi phải tự mình vượt qua khó khăn này." trong thời gian ngươi theo ta luyện tập cũng đã học không ít kỹ năng hôm nay ta muốn xem kết quả luyện tập của ngươi vừa nói vị cao nhân vừa lấy ra một viên đan dược viên thuốc này có thể giúp ngươi nâng cao thực lực hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng tần chính dương nhận lấy đan dược hai mắt sáng lên cảm tạ sư phụ tần chính dương nhanh chóng uống đan dược vào toàn thân lập tức tràn ra một cổ linh lực hắn khi này rất tự tin sức mạnh trong cơ thể ta bây giờ dường như là vô tận sư phụ cứ yên tâm ngồi đây đệ tử sẽ nhanh chóng lấy đầu hắn cho người Tần Chính Dương hùng hổ đi đến trước mặt Diệp Thần và Nhược Tuyết, Tần Chính Dương chỉ tay đến hai người nói, đôi cầu nam nữ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Diệp Thần nhìn Nhược Tuyết nhỏ nhẹ nói, em ở đây chờ anh một chút nhé. Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Tần Chính Dương thấy Diệp Thần không để ý đến lời mình nói thì tức giận gào lên, ta khuyên các ngươi hãy nói với nhau những lời cuối cùng đi, hôm nay ta sẽ giết chết các người. Nhưng Tần Chính Dương chỉ nói tới đây thì đã thấy Diệp Thần dùng tốc độ cực cao lao đến cho Tần Chính Dương một đá vào đầu tần chính dương khuôn mặt méo mó cấm đầu trên mặt đất hắn sợ hãi trong lòng chuyện gì thế này sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy diệp thần lạnh lùng nhìn tần chính dương mỉa mai sao ngươi không nói gì đi đây là tất cả những gì ngươi có sao tần chính dương ôm mặt chống chế tên khốn ngươi đừng coi thường ta nếu không phải do ngươi không có võ đức đánh lén ta thì ngươi có thể đánh ta bị thương sao diệp thần cũng lười tranh cải nói vậy thì ngươi có thủ đoạn gì khác thì cứ lấy hết ra vị cao nhân ngồi phía sau cũng cảm thấy nóng mặt nên ra lệnh Chính Dương con hãy lấy bảo vật mà ta cho con ra sử dụng đi. Tần Chính Dương lập tức lấy ra một cây thương hai đầu để đối phó Diệp Thần, cầm cây thương hắn đắc ý nói: "Thằng nhóc ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, đối với thương kỹ của ta thì mọi loại võ kỹ trên thế giới đều là rác. Chịu chết đi." Tần Chính Dương nhảy lên tung chiêu về phía Diệp Thần, đứng dưới đất Diệp Thần tay vận linh khí trở thành một con dao linh khí đầy sắc bén. Trong chớp mắt hai bên giao thủ, Diệp Thần đã xin nhẹ cánh tay của Tần Chính Dương, trong sự ngỡ ngàng của hắn, Diệp Thần quay đầu nhìn lại nói: thương kỳ của ngươi là như thế sao video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn